hơn một tháng tìm con gái mất tích sau lời nhắn, cha ra đây với con đi. Sáng ngày mùng 8 tháng 7, anh Nguyễn Quốc Thống, 40 tuổi, ở xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, cho phóng viên biết, gia đình vẫn đang tìm kiếm con gái là Nguyễn Thị Ết, 20 tuổi, mất tích bí ẩn suốt hơn một tháng qua. Theo anh Thống, sau khi học xong lớp 12, Ết vào miền Nam làm thêm được một thời gian rồi chuyển ra tỉnh Bắc Ninh làm. Mới đây, Ết xin phép gia đình xuống Hà Nội học nghề làm nêu, làm móng, với ý định kiếm cho mình một cái nghề để mưu sinh sau này nên được gia đình đồng ý. Gia đình đã mất liên lạc với Ết hơn một tháng qua. Trước đó, tối ngày 28 tháng 5, cháu bất ngờ gọi cho tôi bảo cha ra đây với con đi, đừng để con một mình, anh Thống kể. Tuy nhiên anh nghĩ con chỉ nói vậy vì buồn nên cũng không mấy để ý. Hai ngày sau thì anh không thể liên lạc được với con qua điện thoại nữa. Gia đình đã đến tận nơi Ết học và ở trọ tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội để tìm nhưng không có kết quả nên trình báo công an, nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Anh Thống cho biết, bà chủ nơi con gái anh học nghề bảo Ết học rất ngoan nhưng chỉ được vài ngày thì cứ ngồi khóc vì người yêu đòi bỏ. Khi Ết hỏi đường ra cầu Nhật Tân, bà chủ đã khuyên Ết bình tĩnh để giải quyết sự việc. Anh Thống rất hoang mang vì thông tin này. Lo lắng cho con, hơn một tháng qua, anh Thống đã lặn lội đi khắp nơi ở Hà Nội và ra tận nơi làm cũ của con ở Bắc Ninh để dò tìm thông tin về con gái nhưng chưa có kết quả. Người yêu của Ết hiện vẫn đi làm bình thường. Tôi cũng thường xuyên hỏi thăm nhưng cậu này bảo đã lâu không liên lạc với Ết. Anh Thống lo lắng. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp nhận và tìm hiểu. Nguyễn Tú, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.